Được ha. Thì tranh thủ làm xong thì trước khi ăn cơm tối thì sẽ quay một cái video để chia sẻ thêm cho mọi người về mobile automation test. Thì trước khi quay thì cho tụi sorry nếu mà mọi người có nghe tiếng ồn nhiễu gì xung quanh ha, tại vì chiều tối thì thành viên gia đình tập hợp lại xong cái nó sẽ có những cái tiếng ồn nhưng mà không ồn lắm đâu, tụi nhỏ rồi nó giỡn đó, các kiểu vậy. Thì trong cái bài hôm trước tôi có share một cái video nó gần 4 tiếng. À, thì cái trong video này tụi share với mọi người về cái automation test trên real device của Android emulator và simulator. Tức là một cái loại máy ảo của Android, một cái loại máy ảo của iOS trên cái React Native App do tụi dev. Thì mọi người đã thấy một cái full flow từ cách setup như thế nào đối với các loại device như vậy, và mình cũng đều run được test successfully. À. Thì ở trong cái bài này tôi sẽ focus cho một cái nội dung đó là setup cho trên iPhone, tức là real device trên real device để mình chạy được test. Thì khi mà setup ở trên real device để mình chạy được test thì nó tương đối tricky. Tại vì mình phải follow những cái strictly step. Nếu mà mình không follow đúng thì nó sẽ xảy ra những cái lỗi không mong muốn. Cho nên khi làm cái này á sorry mọi người, thực success mọi người là phải cẩn thận ha, đó mình làm từng bước, khi nào mình làm quen rồi thì khác, còn nếu với các anh chị em nào mình mới làm thì nên cẩn thận ha. Thì đầu tiên á mình phải biết là mình trên khi mà chạy trên real device của iOS thì mình có cái gì cần chú ý và tại sao cái này tụi lại tách riêng cho một bài. Thì trong cái video lần trước thì tụi có share về cái kiến trúc chạy automation test với Appium rồi, hôm nay tụi sẽ không share detail mà tôi sẽ nói ở cái chỗ xoáy sâu ở chỗ cái chỗ này. Mọi người tập trung ở trên iOS thì cái mình cần một cái gọi là web driver agent. À, thì web driver agent nó sẽ dùng SCUI test framework để nó control cái app under test. Thì trong trường hợp này ở trên máy thiệt của mình á, khi mà mình muốn build một bất kỳ một cái app gì lên ở trên này để mình test hay mình làm gì bất kỳ thì mình cần phải có một cái, đó chính là cái developer account để mình sign in cái code của mình và mình build lên, chứ không nó không có cho build. À, chính vì vậy cho nên hôm nay mình sẽ phải build được cái web driver agent này lên ở trên máy thiệt thì mình mới bắt đầu mình run được cái test của mình control cái app under test được. À, đó là cái mục đích của mình. Thì nếu mà mọi người làm ở công ty á thì mọi người sẽ có, nếu mà chạy mobile automation test thì nên có một cái account của công ty, tức là mình join vô trong cái developer pool của developer luôn, thì cái account đó thì mình dùng nó thoải mái. Còn ở trong cái ngữ cảnh mà để mình explore, để mình học về mobile automation test trên real device á, nếu mà mình đăng ký một cái tài khoản Apple developer account như vậy thì một năm nó hình như là 99 đô hay là 199 đô gì lận. À, thì tất nhiên là mình không bỏ một khoản tiền quá lớn như vậy cá nhân ha. Thì hôm nay tôi sẽ chỉ cho mọi người đó là mình dùng một cái tài khoản free để mình làm cái việc này. À, thì các cái bước làm như thế nào, thì đầu tiên tôi sẽ định ghi trước nhưng mà tôi sẽ ghi từng bước ha. Đầu tiên mọi người tạo một cái tài khoản iCloud account mà mình dùng một cái free email thôi. Ví dụ trường hợp của tôi thì tôi dùng một cái Gmail. Xong tôi lên cái iCloud này, tôi đăng ký một cái tài khoản mới. À, sau đó mình làm cái gì nữa? Mình vô cái tài khoản đó, mình login vô developer.apple.com. À, mình login vô cái phần account, mình login vô thì mình có cái giao diện này. Thật ra mình login vô vậy thôi chứ cũng chả để làm gì trong trường hợp này, nói thiệt. À, nhưng mình chỉ muốn login để nó successfully thôi. Tại vì nếu mà mình mua cái Apple Developer Account á, thì nó sẽ hiển thị ra những cái option khác ở bên trái này. Trong trường hợp này mình chỉ là một cái free account cho nên không có gì hết. À, nên đầu tiên mình sẽ setup như vậy, sau mình login. Sau đó mình login vô cái này. À. Đó, mình login vào cái này. Để mình make sure là cái tài khoản mình tạo nó ok. Đó. Thì sau khi mình login này xong và check mọi thứ ok thì á mình cần một cái đó là Xcode. Thì ở trên bài nếu mà mọi người follow bài ở trước thì mọi người chắc chắn có Xcode rồi và cách download rồi đúng không? Tôi sẽ không nhắc ở đây nữa. À. Ở đây mình sẽ làm như vậy. Thì mình có Xcode xong rồi mình download rồi mình cứ để đó. Thì download nó cũng hơi lâu, 15 16 GB gì đó. À. Thì bây giờ khi download xong á
Thì cái tài khoản mà free này nó cũng có những cái giới hạn của nó. Tôi không nhớ chính xác là cái giới hạn như thế nào. Nhưng mà theo một cái thread này là cái forum thread 71283 này, thì ở trong này mọi người đọc qua thì nó sẽ có những cái giới hạn. Ví dụ như là mình cứ sau 7 ngày mình phải làm cái sideload này lại. Sideload lag, tôi sẽ chỉ cho mọi người sideload có nghĩa là gì. Thực ra là mình demo cái project đó ra lại rồi mình sign in code nó lại thôi. Kiểu giống như vậy á. Mình sideload rồi mình build lại sau 7 ngày. Rồi nó có giới hạn số lượng là bao nhiêu cái app được build trong một ngày nữa, tôi không nhớ chính xác nhưng mà 7 hay 10 cái gì ạ, 7 hay 10 cái gì đó. Nói chung là cái free account này nó có những cái giới hạn, cho nên cái này cách này không apply được cho trong cái việc mình làm ở công ty ha. Mình apply như thế này thì nó có rất là nhiều cái giới hạn, mình chạy tự nhiên test cái tự nhiên cái nó fail với cái signing code này thì cũng khá là phiền à, nhưng mà nó thoải mái cho việc là mình có thể explore. Thì mình phải hiểu cái ngữ cảnh trước đã rồi mình làm ha, tức là nó có cái giới hạn của nó à. Rồi bây giờ cái rất là quan trọng à. Cái này ở trên cái appium.io mọi người lên documentation chọn endless thì mọi người ở đây driver mọi người thấy SCUI test real device ios thì mình sẽ set up theo cái này, người ta hướng dẫn rất là tỉ mỉ ở trong đây. Tuy nhiên có những cái nó không đủ, họ có một cái rất là tricky ở trong này mà họ không có ghi ở trong này. Ở đây ha, đầu tiên á, cái bước mình sẽ làm từng bước ha. Đầu tiên họ sẽ chỉ ra là tìm xem thử cái Appium nó được cài đặt ở đâu à. Nhưng cái này á, nó có một cái mà mọi người phải cực kỳ chú ý. Tụi đánh with Appium ở đây nó ra cái địa chỉ này của tụi của Appium. Nhưng mà cái này á là đối với ai mà cài NBN bằng Y-node Bucket Manager rồi các kiểu á, thì vào trong này tìm rồi thay thế cái này nè, theo cái đường dẫn của họ. Tức là họ thay thế là mọi người thấy không, where install rồi họ bỏ cái chữ bin đi, họ thay bằng cái chữ lib này, vào node modules Appium node modules rồi tới Appium web driver agent à. Nhưng mà nếu anh em nào mà dùng Xam á, dùng cái này nè mà để cài đặt thằng Appium á, thì cái cách này sẽ là không có à. Đối với Xam á, mọi người chú ý đầu tiên mình phải đánh cái câu lệnh là gì, Xam global directory, tức là nó ghi tắt của dir à, đây ha, directory. Hỏi là cái global directory của cái thằng này ở đâu, thì lúc này á mình mới mở vô cái thư mục này à, mình mở vô cái thư mục này. Rồi bây giờ tôi sẽ go to folder đây. Ở đây là một cái chỗ khác rồi ha. Xam Global. Thì ở trong này nó có Node Module. Đó, thấy chưa? Node Module. Và trong này mọi người sẽ thấy có một cái là Appium Web Driver Agent ở đây. À, cho nên khi mà cài Xam á, mọi người mà cài bằng Node Bucket Manager thì có thể follow cái đoạn này ở trên cái này được. Nhưng mà cài qua Xam á, cài Appium qua Xam thì cái chỗ này mình chú ý hai cái bước. Thứ nhất, mình phải tìm ra được cái Global Directory của thằng Xam ở đâu. Rồi mình mở nó ra. Thì mình sẽ thấy cái gì, mình sẽ thấy ở trong đây là có một cái là Appium web driver agent. Đây chính là cái nơi mà nó chứa cái source code của thằng web driver agent này, và mình sẽ dùng cái source code này mình build. Ok, thì mình dùng source code này mình build thì làm dùng cái gì đó build, mình mở Xcode ra mình build. Mọi người double click ra mở cái này qua Xcode à, thì nó sẽ mở ra một cái giao diện giống như thế này. Mới đầu tiên chưa có giống như thế này đâu ha. Mọi người mở ra nó chưa có giống như thế này, nó sẽ còn nhiều cái, nó có nhiều cái lỗi khác à, ở đây. Thì bây giờ ở trong đây ha, mọi người có thể đọc tiếp những cái bước này à. Có một bước ha, sau khi á mọi người mở cái này ra rồi á, mọi người đánh vào cái project web driver agent luôn. Mọi người mở terminal của mình ra, tức là mình mở cái vị trí này ra nè à, tức là mình có thể right click nè, get info. Rồi mình copy toàn bộ cái này lại nè. Đó, trên máy massage, Ctrl C. Đóng cái này đi. Ví dụ mình go to this directory thì mình change directory. Rồi. Đó. Vào cái này, mọi người đánh một câu lệnh như là gì? Make this to be cái này. Mọi người không làm, cần làm cái này. Nếu mà Appium version từ 1.20 trở lên, cái nào mà bị lâu thì mình mới làm cái này. Còn không phải bị lâu 1.20 thì không làm. Ở trong trường hợp này version của tụi là 1.22 thì mình không cần làm gì ha.
Đó, mình chỉ cần cái câu lệnh này là xong. Bây giờ mình mở lên ha. Mình mở lên. Thì trong này nè, nó có tới hai mục, đó là cái Web Driver Agent Runner và cái Web Driver Agent Lib. Mình phải làm cho nó ha. Bây giờ mình mở lên như thế này á, thì mình click cái Web Driver Agent Runner này nè. Thì ở cái tab General thì mọi người bỏ qua, mọi người vào cái tab là Sign In and Capabilities. Nhớ chọn Automatically Manage Sign In. Chọn cái team của mình. À, thì trong trường hợp này mọi người sẽ chưa thấy cái team này nó hiện ra. Lý do là sao? Mọi người cần làm một cái bước. Đó chính là Add the account into Escort account. À, muốn làm như vậy á, mọi người mở Escort lên. Mọi người vô Preferences. Xong mình dùng vô cái tab Account. À, sau đó mình làm gì? Add vô một cái, tức là mình nhập username, tức là cái email của mình và cái password của cái account mà mình mới tạo miễn phí ở trên Apple. Mình add vô đây, thấy cái dấu cộng không? Đó, mình nhập vô Apple ID, chọn loại Apple ID, Continue, rồi bắt đầu mình nhập vô. À, trong trường hợp này tôi có rồi ha. Thì khi mà làm như vậy á, khi mình chọn mà Automatic Manage Sign-in này, đó, rồi mình chọn cái ở đây là cái team của mình. À, thì ở đây là mình phải chọn này. Còn này là Use IS Bundle ID Identifier cho iOS. Tại vì còn mình chọn cái này á, thì nó hỏi là Mac iOS Bundle Identifier. Thì cái này á, mình cứ để by default. À, cái mục này là mục Sign-in and Capability. Và mọi người ở chỗ Sign-in Certificate thì mọi người chọn Development. Thì mọi người vô nó sẽ thấy có một cái lỗi ở đây liên quan tới Bundle Identifier. Nó bảo là cái com.facebook.webdriverAgent, cái đó nó in ra chứ. À, chứ nó không có hiện ra cho tụi. Thì mọi người muốn fix cái đó làm gì? Vô trong view setting này nè. Trong cái view setting này các mọi người làm gì? Mọi người kéo đến khi nào mà mình thấy một cái chỗ liên quan tới Bundle Identifier. Đây. Product Bundle Identifier. À. Thì mà nó by default nó sẽ để là com.facebook.webdriverAgent runner. Thì cái này khi nó check á, thì cái này đã được reserve, tức là có người chọn cái này không phải là unique nữa rồi. Thì nó mình phải đặt qua một cái gì đó unique. Trong trường hợp này tôi chia change thành com.nspro.webdriverAgentRunner, tức là cái đoạn sau này tôi để yên. Còn trước mọi người có thể là để là com.tèo, com.tí, com.tuấn gì cũng được, miễn sao nó unique. À, thì khi mà mọi người thay đổi cái này một phát á, double double click vô ha, thay đổi bình thường. À, ví dụ là fs rồi. À, rồi mình click ra ngoài là nó fs. Thì khi mà mọi người thay đổi cái này á, mình ra ngồi ở ngoài lại sign in and capability, nó sẽ hết cái lỗi đó. À, ở đây người ta có ghi documentation này rõ ràng này. Đây đây là ý cái chỗ này nó muốn nói như vậy. À, được chưa? Thì tụi nhớ thì tụi làm ở trên này nhưng mà cũng phải quay lại cái documentation để mọi người hiểu là tụi đang nói cái gì ở chỗ nào. Đó là cái runner một cái ha, mình để chỗ đó xong rồi mình qua web driver agent list, thấy bên trái nè, tụi vừa click không, thì chỗ này mình cũng để automatically manage signing. Cái chỗ này là chọn cái team này, còn cái chỗ bundle identifier này mình cũng vô ở trong view setting và mình xuống cái product bundle identifier, mình change lại y chang như vậy thì ra ở ngoài này nè, nó sẽ chọn cho mình cái này. Đó, y chang cái này ha, là hai cái. Và thêm cái nữa là integration app, tại vì mình muốn khi mình build xong mình muốn run thử cái integration app này một tí. À, integration app ở đây. Oh, sorry, thì ở đây ha, thì mình cũng chọn y chang với web driver agent lib. Và cái build setting này mình cũng làm y chang. Vậy là ba thằng. À, kéo thằng này lên này. Mình có thể kéo được á. Cho nó gọn. Ví dụ mình làm nè. Ban này mình kéo lên trên. Đó. Rồi bây giờ mình làm nè. Sau khi mà mình làm cái này xong á. Là hầu như ok rồi đó. À, bây giờ mình làm cái gì? Mình sẽ mở cái Escort của mình lên. Mình chú ý ha. Ở trên cái form của tụi hiện tại là nó đã có cái web driver agent rồi. Nó được build trên này rồi. Bây giờ tụi sẽ xóa cái này đi thử ha. Giờ tôi sẽ xóa cái này.
Bây giờ để trước cho nó chạy ha. Để trước cho nó view đề lên luôn cũng được ha. Không cần xóa, tôi để như vậy ha. Bây giờ mình sẽ để cho nó view đề lên. Bây giờ mình sẽ chọn là Web Driver Agent này. Thì ở trên này mọi người sẽ chọn ha. Chú ý khi mà chọn như thế này á, nó sẽ hiện ra đây là Web Driver Agent ở trên này. Thì mình chọn ở đây nè. Nhớ là ở đây mình chưa có, khi mà trước khi mình view á, mình phải nhìn trên đây view nè. Còn cái này là chọn để mình work ở trên này thôi. Còn khi mình view nè, chọn Web Driver Agent ở trên này. Được chưa? Hoặc là mình chọn là Web Driver Agent List. Nó thay đổi đúng không? Nhưng mà mình phải view cái Web Driver Agent trước ha. Mình chọn cái Target Device. Ở trong này tôi chọn cái font thiệt mà tụi đang kết nối vô này. À, mình dùng dây cáp mình kết nối cho thôi. Tụi hình iPhone nè. À, sau đó mình làm gì? Mọi người thấy cái tab Product ha. Sau đó mình làm gì? View. Mình nhấn cái nút View này. Ok, View. Thì nó chạy cái Progress ở bên này. Mọi người thấy không? À, nó đang chạy cái Progress ở trên này nè. Nó View. Mình chờ xíu ha. Thì mình phải view khi nào mà nó thấy ra view success, nó hiện cái hình cái búa ở dưới này với cái view success ở dưới này á, thì á, lúc đó là view ok. Còn không á, mà làm không đúng thì nó ra view fail à, ví dụ như sign in chưa đúng rồi các kiểu. Rồi mình chờ xíu ha. Rồi nó báo là view success nè, thấy chưa? Thấy chưa, nó view success xong. Rồi mình làm tương tự cho cái gì? Web Driver Agent List này. Thì mình cũng chọn nè. Web Driver Agent List. Chọn cái target font của mình. Bắt đầu mình sẽ lên product. Mình view. Được chưa? View success luôn. Rồi mình chọn cho cái thằng integration app này cũng vậy. À, mình lên product. Mình lên view. Được chưa? Bây giờ mình chọn nè. Web Driver Agent nè. À, mình chọn cái thằng Web Driver Agent ở trên này đi. Cái target của mình là cái này. Nhưng mà bây giờ mình không view nữa. Mà mình run thử. À, bây giờ mình sẽ dùng cái câu lệnh ở trên này người ta chỉ cũng được nè. Ở trên này nó có một cái câu lệnh. Đây. Hoặc là mình run thử từ từ ở trên này cũng được. Thì lúc mà mọi người view xong nó sẽ chưa hiện cái app giống như là tụ như thế này. Nó chưa có hiện như thế này. Ok. Cho nên mọi người phải run thử thì nó mới cài cái app lên. Cái Web Driver Agent chứ. Nó cài cái Web Driver Agent lên cái phone thiệp. Nó ra cái hình hài này chứ. Tại thời điểm này nếu mà mọi người follow tới đây thì nó chưa có thấy cái hình hài ở trên này. Được chưa? Nó chưa thấy cái Web Driver Agent. Thì bây giờ mình chọn runner này xong mình lên product. Mình click test nè. Đó. Thì khi mà mình click test á. Đó, việc đầu tiên của nó sẽ install cái Web Driver Agent lên. À, nó sẽ launch, nó sẽ cài. Mọi người sẽ thấy nó cài đặt, nó launch ở đó. À, trong trường hợp này á, thì tụi đã có rồi. À, cho nên là nó sẽ giống như nó test cái gì chứ nền đó. Thôi. Mọi người sẽ có thể là chờ miết chờ mà thấy chưa, nó thấy nó complete cũng kệ, không có vấn đề gì cả ha. Nó bị nằm ở cái bước mà gọi là nó lost cái main gì tụi quên cái câu đó rồi. Nhưng mà khi mà thấy nó cài được cái app ở trên này là ổn rồi. À, bây giờ tôi sẽ start cái này ha. Nhấn cái nút start cho nó start test đi. Vậy là mình có được Web Driver Agent ở trên này. View ok. Thì có một vài cái lỗi như thế này nè. Nếu mà mọi người thấy một cái lỗi liên quan tới cái code 65, tức là cái sign in nó bị fail. Tức là làm sao đó cái sign in, cái profile của mình ở ngoài này nè, cái team của mình các kiểu này kia kia nó bị fail. Nó gọi là code 65. Một cái code thứ hai đó là cái code 70. Thì đối với cái code 70 này á, thì nó liên quan cái chuyện mismatch của trong cái build information của mình. Tức là mọi người phải xem cái phone của mình á, cái version nó bao nhiêu. Thì mọi người vô trong cái build setting này nè, à, hình như nó không có set up ngay cái chỗ này. Nó không có set up cái chỗ này thì phải. Nói chung cái code mà 70 nếu mà mọi người gặp á, là nó liên quan tới một cái chuyện mismatch về cái version build thường là của thằng Xcode với thằng phone. Nhưng mà thêm một cái nữa là mọi người ví dụ để Appium, ví dụ tự nhiên mọi người đang run Appium mà mọi người làm cái này á, đôi lúc nó cũng gặp cái code 70 nữa, cho nên tắt Appium trước ha. Còn cái chỗ này tôi không nhớ là cái này nó có set cái chỗ nào.
Cái này là deployment target thì mình để default ha, 10.0. À hình như là mình có thể thay đổi cái target này theo cái phone version của mình. À, thì nó cũng fix được cái lỗi 70, nó cũng hiếm gặp. Nhưng mà nó gặp là thường mình vừa mở SDM mình run, mình vừa build, và thường cái iOS deployment target này á nó bị mismatch. À, cho cái code 70 thì hiếm gặp, tôi gặp một vài lần thôi. Với hôm trước troubleshoot cho một bạn học bên lớp FPM thì cũng bị một lần. À, thì đó là những cái chú ý của mình. Bây giờ khi mà xong rồi, bắt đầu mình mở inspector của mình lên. Được chưa? Mình inspect cái app của mình. Trong trường hợp này á, thì tôi sẽ lấy cái Apple Calculator tôi làm cái app target của mình thôi, chứ không có lấy cái gì phức tạp hết. Lý do tại sao tôi không có cài cái e-commerce app giống như là cái tutorial trước. Lý do như thế này. Khi mà muốn cài được cái app đó lên á, thì buộc ví dụ như cũng tương tự này, mình phải mở cái project đó ra trên Xcode rồi mình build trên cái máy. Thì cái project của tụi á, tụi viết theo cái kiểu nó hơi khác một tí. Có nghĩa là đối với React Native á, thì nó có nhiều cái cách để xây dựng cái project lắm. Có người dùng Expo, có người dùng Metro, các kiểu thì tụi dùng Expo. Thì nó mình có thể tìm cách để build cái đó lên được, nhưng mà không nhất thiết phải làm như vậy ha. Tất nhiên là còn nếu mà mình build như vậy á, mà ra được một cái file IPA á, thì phải có cái sign in, tức là developer account thì mới build ra được cái đó. Thì trong trường hợp này thì cứ lấy đơn cử một cái app về calculator trên này nè. Đó, mình làm ha. Mình cứ lấy đơn cử cái đó mình làm. Được chưa? Bây giờ á, mình sẽ launch cái này. Thì có một vài cái capability mà mọi người cần chú ý. Thứ nhất là cái bundle ID. Bundle ID của cái app, thì cái này thì nếu mà mình làm với team thì mình biết hỏi developer, nó chính là cái product identifier, đầy đủ của nó tên là product identifier. Họ sẽ tìm ra, họ đưa cho mình. Cái thứ hai là cái UDID, là cái UDID của cái phone của mình. Làm sao mình biết được cái này? Mọi người mở Xcode lên Windows, mọi người move tới cái chỗ simulator and here, devices and simulator. À, thì mọi người sẽ thấy cái identifier nó nằm ở chỗ này. Được chưa? Thì mọi người copy là xong. Rồi xong được cái đó. À, là cái UDID. Rồi cái automation name mình ghi chính xác là SCUI test. Platform name là iOS. Device name thì cái này không cần chính xác. Nhưng mà tụi để theo chính xác cái phone của tụi luôn. Và cái platform version nó phải match với cái version của cái phone của mình. Thì nó chỉ hai số vậy thôi ha. Mình đưa cho thêm số nữa nó không hiểu đâu ha. Nó lỗi á. Dù khi nó sẽ không có match được cái version này á. Cho đưa vô cái hai số thôi. Ví dụ như trên phone mình là 13.5 chấm mấy đó, thì cứ để 13.5. À, thì bây giờ á, lúc trước nha, tôi không nhớ chính xác cái version nào. Nhưng mà để mà run được cái này á, mình phải đi làm một cái việc nữa. Đó là mình build cái web driver agent của cái thằng FPM Inspector, và lúc trước nó còn là FPM Desktop kìa. Ờ, thì hai cái thằng, hai cái ruột khác nhau, lúc trước nó manage kiểu đó, mình làm như vậy nữa mà thì mới ok. Ờ, còn bây giờ thì khỏi, làm ở cái chỗ hồi nãy tôi share mọi người là xong rồi đó. À, bây giờ mình sẽ làm gì? Start a session. Để mình inspect cái này ha. Thì khi mà mình start session, thì trước khi đó thì để tôi khởi động cái FPM lên đã. À, đứng trên bột 4723. Thì lúc này á, nó sẽ contact với cái thằng agent ở trên này nè. Lúc này là web driver agent, và nó sẽ mở cái app của mình ha. Start session. Bây giờ nó sẽ gửi cái capability tới cái thằng FPM nè. Thì thường mà lần đầu mở lên á, thì nó hơi lâu ha. Hồi nãy tôi review lại thì không biết nó mấy cái thông số cũ nó còn ok không. Có khi là tôi phải remove rồi review lại.
Mình chờ xíu ha. Thường thì lần đầu mở lên nó sẽ hơi lâu một tí. Đó, em mở lên được rồi đó. Được chưa? Bây giờ là mình có thể inspect cái app này để mình test được rồi. Đúng không? Bây giờ thì ở dưới này tôi sẽ tạo một cái driver factory symbol như thế này thôi. Đó. Yes, iOS. Cái này return về là gì? APM driver. Thì cái này ví dụ như không phải là APN, nó sẽ như thế này, nhưng mà tôi muốn tạo ra symbol để tôi show một cái demo cho mọi người. Thì những cái capability mình vừa thấy ở trên cái thằng inspector thì ở chỗ này tôi để y chang cho nó thôi, nó không khác gì hết á. Chỉ có thêm ba cái. Thứ nhất, no reset, ý nghĩa của nó là gì? Test xong thì đừng có remove cái app của tôi. Đó là ý nghĩa của no reset. Hai cái này tôi để vô để làm gì? Nó tiết kiệm thời gian để nó start cái phone này ở trên cái máy này. À, thì thường cái này nó setup nó hơi tricky, nếu mà giả sử như là mình chạy trên nhiều máy khác nhau thì cái drive database này nó sẽ khác ở trên từng cái phone. Cái đó là lúc cái bạn nào mà liên chịu trách nhiệm về infrastructure cho việc mobile test thì họ sẽ care cái chuyện này ha. Tức là họ view xong họ sẽ lấy những cái này ra. Mà hai cái này optional thôi, để nó start up cái phone lên cho nó nhanh tí. Chứ còn mọi người bỏ hai cái này ra cũng cũng được. Anh em nhớ là để cái no reset control ha, chứ không chạy xong là nó gỡ luôn cái calculator ra. Còn ở dưới này thì giống như cái bài trước thôi, không có gì hết ha. Thì tôi để như thế này cho mọi người. Bây giờ ở bên iOS View Device tôi tạo ra một cái class. Trong cái admin này tôi tạo ra một cái test on iOS device. Thì ở đây tôi sẽ gọi ra là lấy một cái APM driver cho tôi. Mà thật ra là gì? Connect một cái session tới. À, rồi làm gì nữa? Gọi một cái method là command step này đưa vô thôi để viết ở đây cho gọn. Thì bây giờ mình sẽ viết thẳng dưới này luôn ha. Target của mình sẽ viết là 1, cộng 2, cộng 3, cộng 4, cộng 5, bằng bao nhiêu đó. À, một cái kết quả gì đó, sau đó mình sẽ print the result. That's it. À, mình xem thử nó work được không ha. Bây giờ mình quay lại cái inspector. Mình sẽ thấy con số 1 của mình nó có accessibility là 1 nè. 2 tương tự, cho nên là những con số khác cũng y chang luôn nè. À, dấu cộng á thì nó là accessibility là bằng cái chữ S nè. À, dấu bằng này á nó là equals. À, và ở trên này cái màn hình hiển thị kết quả nó là result. Dễ ha. Rồi bây giờ mình viết thử ha. Bây giờ mình có cái APM driver lấy vô ở đây rồi, đúng không? Cho nên mình ghi trực tiếp luôn. APM driver file element theo cái kiểu là mobile file.accessibility ID là con số 1. À. Rồi, bây giờ mình làm gì? Cộng, tức là add ở đây. Đó. Rồi mình copy này, cộng 1 là 1 cộng ha. 2, 3, 4, 5. Tới cái 5 này mình sẽ nhấn là equals. Equals. Rồi thay đổi ở đây. 2 nè. 3 nè. 3 nè. 4. 5. Equals. Rồi bây giờ mình sẽ in ra ha. Mình sẽ lấy FPM file element y chang như thế này mà mình sẽ lấy cái result ra. Rồi mình sẽ in cái này ra. Đó, mình sẽ in ra. Xem thử kết quả rồi mình chờ một giây vậy thôi. Thì sau khi mà mình chạy cái phần này á thì mình sẽ quick cái APM session của mình đi. Đó, xem thử mình sẽ chạy được không ha. Ok. Rồi, bây giờ đây là APM server của mình. Đó, bây giờ mình sẽ muốn mình chạy cái này. Rồi, tôi sẽ run cái này thử ha. Rồi, bây giờ mở cái APM server lên. Ở bên này. Bên này là cái form. À. Rồi bây giờ mình xem thử nó có send. Đó nó send, vừa send tới capability đúng không? Đó nó mở lên cap của mình nè. À, ở đây up. Sorry mọi người. Ở đây mình mới có tìm cái element mà mình quên làm cái gì ha. Chấm click ha. Rồi đây mình làm gì nữa? Chấm click.
chấm click. Rồi, chấm click. Tức là mình nhấn giống như là mình nhấn lên cái phím đó đấy ạ. À, cho nên không làm gì hết á, nó chỉ tìm thôi. Cuối cùng cái này nó in ra. Nó ở đây mình cũng quên get test luôn nè. Chỗ này phải get test ha. À, chấm click. Nhưng mà mình thấy nó đã mở được cái app lên ha. Chấm click. Rồi, mình rerun again. Control R. Mở cái FTM server logs lên. Và này là cái app mình test. À, mình cứ để yên vậy đó. À, nó tự để cho nó tự nó launch lên. 2, 3, 4, 5, bằng. À, nó in ra được ở dưới console log là 15 này, thấy không? Vậy là tôi vừa hướng dẫn mọi người cách mình tạo một cái free account. Sau đó mình làm gì? Mình set up, mình build cái web driver agent ở trên cái máy. Và sau đó mình có thể mở bằng inspector được. Và mình cũng có thể chạy cái đồng test được của mình trên cái real iPhone device. Thì rất là mong là cái bài hướng dẫn này sẽ giúp mọi người trong cái việc là mình có thể dùng một cái free account để mình test được ở trên cái máy thiệt iPhone. Kết hợp với cái bài hôm trước nữa, ở đây mình share, thì hầu như là mọi người đã hiểu được cái cách setup ở trên cái device thiệt, device ảo cho cả iOS và Android. Ok, bye mọi người, thì hẹn gặp mọi người ở trong những cái tutorial tiếp theo.